Chào mừng các bạn đã đến với kênh Duy Tông Food. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để làm sốt phô mai ăn với khoai tây chiên cực ngon luôn. Và cái cách để mình chiên khoai tây á sao nó giòn mà nó giữ được lâu nữa. Xin mời các bạn vào bếp cùng thực hiện với mình nha. Đầu tiên mình sẽ gọt vỏ phần khoai tây này. Làm món này thì khoai tây các bạn chọn loại củ to á, thì mình cắt ra cái miếng nó sẽ đẹp hơn và nó cũng ít có bị vụn hơn các bạn. Bào vỏ xong thì mình rửa sạch trước nha. Mình sẽ cắt phần khoai tây này luôn. Mình cắt khoai tây chiên giống như là mình chiên để ăn bò đúc lắc vậy các bạn. Nhưng mà ăn cái sốt phô mai các bạn nên cắt cái thành khoai tây ấy, nó to hơn. Thì mình ăn cái phần sốt với sốt nó sẽ ngon hơn nha. Cái mỗi cạnh nó khoảng 1,5 cm các bạn. Nó hơi to hơn mình ăn khoai tây chiên mà bò đúc lắc hay là KFC. Mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước và mình cho phần khoai tây vừa cắt vào đây. Mình ngâm khoảng 5-7 phút á. Mình đảo sơ, mình ngâm khoảng 5-7 phút, mình sẽ vớt ra mình rửa lại một lần nữa nha. Mình sẽ vớt cái phần khoai tây này qua một cái thau nước khác, mình rửa lại một lần nữa. Rồi mình mới cho cái phần khoai tây này vào một cái rổ thưa á, để cho nó ráo nước. Trong thời gian này mình sẽ đi bắt một cái nồi nước đi luộc cái phần khoai tây này. Chờ nồi nước sôi mình cho vào đây khoảng nửa muỗng cà phê muối. Nước sôi các bạn mới cho khoai tây vào nha. Mình cho phần khoai tây vào mình luộc khoảng từ 3 đến 4 phút. Tùy vào các cái thanh khoai tây mà các bạn cắt á. Thì mình sẽ canh mình luộc. Nếu các bạn cắt nhỏ thì mình luộc khoảng 3 phút thôi. Còn mà cắt to như mình nè. Thì mình luộc khoảng 4 tới 5 phút. Mình chỉ luộc cho nó chín khoảng 5-60% thôi các bạn. Mình không luộc chín hẳn nha. Các bạn luộc chín kỹ quá một lát ra, mình tới khi lúc mình tẩm bột á, mình xóc nó dễ bị gãy cái phần khoai tây lắm. Do một lát mình còn phải chiên lại mà. Trước khi vớt ra các bạn chuẩn bị một cái thau nước. Nếu mà có đá các bạn cho vào tí đá thì càng tốt nha. Mình vớt cái phần khoai tây đã luộc vào trong đây nè. Mình ngâm trong đây khoảng 5-10 phút gì đó cho nó nguội hẳn mình mới vớt ra. Sau khi phần khoai tây mình ngâm nó nguội rồi nè, mình sẽ vớt ra một cái rổ, các bạn cho cái rổ thưa để cho nó dễ ráo nước nha. Nếu có thời gian thì các bạn cứ để tự nhiên vậy tới khi nào nó thật sự khô ráo rồi mình mới tẩm bột. Còn nếu không có thời gian như mình, các bạn có thể lót vài miếng khăn giấy ở dưới và mình dùng khăn giấy cho mình thấm từng miếng vậy nè, cho nó mau ráo. Nó phải thật sự ráo rồi mình mới đem tẩm bột được nha các bạn. Sau khi đã thấm khô cái phần khoai rồi nè, mình sẽ cho từng phần nhỏ vào trong, các bạn có thể cho trong cái hộp hoặc là cái túi zip gì cũng được. Giờ thì mình cho một lượng bột bắp vừa phải thôi, làm sao đủ cho nó áo một lớp mỏng bên ngoài là được nha các bạn. Nếu cho vào cái hộp, bạn nhớ là lựa cái hộp có nắp á, đặng khi mình xóc vậy nè, nó không có bị văng bột ra ngoài. Nếu lượng khoai tây các bạn mà có làm nhiều thì mình cũng chia từng phần nhỏ ra, mình sẽ dễ làm hơn. Mình có thể làm một lần một lượng lớn khoai rồi xong á, mình ăn không hết á, các bạn tẩm xong vậy nè, mình cho vào trong cái hộp á, mình cho tủ đông á, mình dùng dần cũng được nữa các bạn.
áo sơ một lớp bột ngoài, các bạn thấy mà bột nó dính dư nhiều quá thì mình nên vũ bớt nha, cũng không nên để cái lớp bột tẩm bên ngoài nó nhiều. Rồi mình cho vào hộp, mình làm hơi nhiều quá, mình chỉ hôm nay mình chỉ chiên đủ một phần ăn thôi, còn bao nhiêu mình cho vào hộp mình để trong tủ đông á, khi nào cần mình đem ra. Chiên khoai tây thì mình sẽ cho nhiều dầu một xíu nha các bạn. Và là mình phải chiên hai lần, mình chiên lần đầu thì dầu nóng là mình cho vào được rồi, và mình cứ chiên với lửa trung bình. Chủ yếu là lần đầu mình chiên cho nó chín hẳn cái phần khoai tây và nó vừa hơi rợp rợp cái phần cái lớp bên ngoài á, là mình có thể vớt ra được rồi. Mình sẽ để cho nó nguội hẳn luôn và mình sẽ chiên lại lần hai thì nó mới giòn lâu. Khi phần khoai tây các bạn cho vào nó nổi lên là nó chín rồi đó các bạn. Và mình thấy cái lớp bên ngoài nó cũng rợp rợp lên rồi đó, là mình vớt ra được rồi. Mình sẽ vớt ra trên một cái rổ hay cái gì đó, mình để cho nó ráo dầu và cho nó nguội hẳn luôn, rồi mình mới chiên lại lần hai. Và trong thời gian để chờ cái phần khoai này nó nguội nè, để chiên lần hai á, mình sẽ đi làm cái sốt phô mai luôn. Mình cho cái nồi lên bếp nè, và mình cho vào 20g bơ. Các bạn nấu với lửa nhỏ thôi nha, bơ các bạn nấu lửa lớn nó dễ bị cháy lắm á. Chờ cho cái phần bơ này nó tan hết á, mình cho vào đây một muỗng cà phê bột mì. Làm phần sốt này từ đầu tới cuối là mình nấu với lửa dưới trung bình nha các bạn. Đảo sơ rồi mình sẽ thêm một muỗng canh tương ớt. Nếu mà không thích ăn cay hoặc là nhà có em bé gì đó thì các bạn có thể thay thế bằng tương cà. Mình đảo đều phần này thì mình cho vào 120ml sữa tươi không đường. Nấu cho cái phần hỗn hợp này nó sôi lên, nó tan ra, nó sôi đều, đảo đều rồi á. Các bạn cho vào đây khoảng 100g phô mai cheddar nha. Cái loại phô mai mà để làm hamburger các bạn, phô mai lát á. Cho phô mai này vào á, các bạn nên cho từ từ, 1-2 lát gì đó, xong rồi nó tan ra mình mới cho thêm, đừng cho một lần. Và cái loại phô mai này nè, nó cũng có vị mặn rồi các bạn, nên cái sốt này mình không cần phải nêm nếm gì đâu. Nấu cho cái phần cho phô mai vào xong á, mình cứ nấu cho cái phần phô mai nó tan ra hết, cho phần sốt này nó mịn là được. Cái phô mai cheddar này nè, cái vị nó rất là vừa ăn, nên mình cho 100g vào đây nè, là cái sốt mình cũng vừa luôn rồi, mình không cần phải nêm nếm gì hết, rất là đơn giản luôn. Vậy là mình xong cái sốt phô mai rồi nè, ăn với khoai tây chiên ngon lắm các bạn, hấp dẫn lắm đó. Và cái sốt này mình sẽ dùng nóng mới ngon nha các bạn, và bạn để nguội lâu quá nó sẽ bị đặc á. Bởi vậy mình mới chiên khoai tây lần một trước, và trong thời gian chờ nguội á, mình đi làm sốt liền, để mà khi mà làm sốt xong á, mình chiên lại phần khoai tây kia, là hai phần ăn mình vừa giòn vừa nóng có luôn. Để chiên khoai tây lần hai thì các bạn chờ dầu sôi già luôn mình mới cho phần khoai vào nha. Và mình cứ chiên lửa trên trung bình đến khi nào mà nó vàng giòn đều hết các mặt là mình có thể vớt ra được. Khi vớt ra các bạn nên cho vào giấy thấm dầu trước, rồi mình mới lấy cái phần khoai tây này ra đĩa để nó thấm bớt cái phần dầu á, thì khoai tây nó sẽ giòn lâu hơn. Phần khoai mình vàng về được này các bạn, rất là giòn luôn á. Và mình vớt ra và mình cho lên giấy thấm dầu nha. Màu rất là đẹp, vàng vừa phải luôn, nó giòn rợp rợp luôn các bạn. Vậy là phần khoai tây chiên giòn ăn kèm với sốt phô mai của mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Xin mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau.